Mợ ngốc. Tác giả Diễm Quỳnh. Tập 2. Mới đi được nửa đường, bước chân của cậu Trọng đột ngột dừng lại vì có người cản đường. Trên vách tường lớn, dưới ánh sáng của ánh trăng mờ, một cái bóng khác đứng đối diện với cái bóng của cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cậu cả, cậu đi đâu mà vội vậy? Em có pha một bình trà loại mà cậu thích, cậu qua phòng với em nghe. Hôm nay tôi bận rồi, để khi khác đi. Cậu Trọng vừa định tiếp tục bước đi, Huệ nhanh chóng giữ tay cậu lại. Ả tiến gần hơn đến chỗ cậu, chủ động dựa vào lồng ngực của cậu. Cậu vừa định tiếp tục bước đi, Huệ nhanh chóng giữ tay cậu. Ả tiến gần hơn để chủ động dựa vào lồng ngực cậu làm trò. Em tốn rất nhiều công mới pha được ấm trà đó, cậu qua uống thử một chút không có được sao? Cậu Trọng không có thích nói hai lời, Huệ càng làm ra vẻ càng khiến cậu khó chịu thêm. Cậu thẳng tay đẩy mạnh Huệ sang một bên, trừng mắt nhìn Ả rồi cứ dậy rời đi. Huệ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần mà dậm chân tại chỗ đầy phẫn uất. Mỗi lần Ả buông mấy câu ngọt ngào, cậu đã ở lại với Ả cả đêm, vậy mà hôm nay lại thẳng thừng từ chối. Hồi nãy cậu tỏ ra rất tức giận nên Huệ không có dám làm càn. Cuối cùng Ả quay về cái phòng mục nát trong ấm ức. Trọng nhanh chóng trở về phòng, đứng trước cửa, cậu không chần chừ mà lập tức đẩy cửa bước vô. Trong tầm mắt của cậu là bóng dáng quen thuộc của Nhi. Đúng như những gì cậu suy đoán, Nhi thực sự đang ở trong phòng sắp xếp giường chiếu cho cậu. Đôi chân di chuyển đến gần chỗ Nhi hơn, cậu không có kìm được cảm xúc mà ôm lấy Nhi từ phía sau. Hành động bất ngờ của cậu khiến cho Nhi giật mình hoảng sợ. Cô dùng dãy trong hoảng loạn muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình. Thấy Nhi phản ứng kịch liệt, cậu liền lên tiếng trấn an. Là tôi, Nhi ngoan, đứng im cho tôi ôm. Sau khi chắc chắn người đứng sau lưng là cậu Trọng, Nhi mới thở phào nhẹ nhõm mà buông lơi cảnh giác. Nhi sợ người sau lưng không phải là cậu mà là một ai khác. Tới lúc đó cô không biết phải cứu bản thân mình bằng cách nào. Trọng không còn cảm nhận được sự phản kháng từ Nhi, liền bắt đầu làm loạn. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai gầy của cô, mùi hương nhẹ nhàng từ tóc mềm thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cậu dễ chịu. Cơ thể của Nhi mềm mại, đã vậy còn có một mùi hương rất thơm đặc biệt. Cậu Trọng đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ, nhưng chưa có một ai cho cậu cảm giác thích thú giống như Nhi. Mỗi đêm làm chuyện chăn gối, dù Nhi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng điều làm cho cậu thỏa mãn chỉ là lần nào gần gũi, cậu đều trong tình trạng say rượu nên hành động thô lỗ với Nhi khiến cho Nhi dần có ác cảm mỗi khi bên cạnh cậu. Có lẽ sự phản kháng mạnh mẽ hồi nãy cũng do một phần lỗi từ cậu. Nhi đang yên phận trong vòng tay cậu, đột nhiên lại cố gắng gỡ tay cậu khỏi người. Không những vậy, ngữ điệu còn tỏ ra sự khó chịu. Cậu buông Nhi ra đi, đừng có ôm nữa. Em sao vậy Nhi? Không phải... Cậu nói Nhi bẩn không có thích động vào người Nhi mà, cậu đừng có ôm Nhi nữa sẽ bị bẩn áo đó. Trọng đứng hình trong giây lát khi nghe những lời Nhi nói. Cậu thừa nhận lúc say xỉn đã vô tình làm cho Nhi tổn thương bằng mấy cái câu không hay. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Nhi sẽ dùng những lời đó để từ chối cậu giống như hiện tại. Nhi, em có biết em đang nói cái gì không? Nhi biết, vậy nên cậu buông Nhi ra đi, Nhi không có thích cậu ôm Nhi đâu. Nhi ra sức dùng dãy, còn cậu thì nhất quyết không có buông. Hành động của cậu càng khiến Nhi thêm lo sợ. Trước bữa cơm, Nhi bị Huệ đánh rồi cảnh cáo, đã vậy Ả còn nhắc lại cái chuyện cũ, rằng Nhi chỉ là một đứa bẩn thỉu được cậu mua về. Nếu như Nhi còn dám bén mảng lại gần cậu, nhất định sẽ bị đánh đau hơn một cái tát. Lời nói của Huệ đã vô tình làm Nhi nhớ lại cái mỗi đêm bị cậu hành hạ đau đớn.
Chúng đã in sâu vào trong tiềm thức, lại thêm bị đe dọa, khiến Nhi càng muốn tránh xa cậu. Nhưng vòng tay cậu ôm chặt quá, Nhi không cách nào thoát ra được. Cô đành phải dùng lời để cầu xin. Cậu buông Nhi ra đi, Nhi không có muốn cần cậu đâu. Em đừng có bướng, tôi đang rất nhẹ nhàng với em đó, có muốn giống đêm qua hay không? Cậu vừa dừng câu, Nhi lập tức im bặt cúi gằm mặt xuống suy tư. Chống lại cậu sẽ bị phạt giống đêm qua, nhưng nếu gần cậu thì Huệ có cớ gây sự. Nhi phân vân, thực sự không biết nên quyết định thế nào. Nhi im lặng, không nói, khiến cho cậu Trọng lo lắng. Cậu dần buông tay khỏi người Nhi, rồi kéo cô quay lại đối diện với mình. Nhi, em giận tôi sao? Nhi không ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô cũng chỉ đáp lại bằng mấy cái lắc đầu cho qua chuyện. Thái độ của Nhi như vậy, không phải giận là cái gì. Cậu biết hồi nãy mình có hơi nặng lời khiến cô sợ nên áy náy vô cùng. Khẽ thở dài một tiếng, cậu nâng cầm Nhi lên, vừa định dỗ dành, thì phát hiện một bên má của Nhi sưng đỏ. Mọi sự chú ý của cậu đổ dồn lên vết thương trên mặt Nhi. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào má, sốt sắng hỏi. Nhi, mặt của em làm sao vậy? Ai đánh em? Nhi bất giác đưa tay lên mặt. Nhớ đến cái tát hồi tối của Huệ thì vội đẩy cậu Trọng ra. Không, không có ai đánh Nhi hết. Cái này do Nhi tự té đó. Tôi không phải trẻ con mà không biết em đang nói dối. Ai đánh em? Nhi vẫn cứng đầu, nhất quyết không có chịu mở miệng. Nhi sợ lắm, sợ giống mấy lần trước. Đây không phải là lần đầu Huệ đánh Nhi. Huệ đánh nhiều rồi. Lần nào Huệ đánh cũng cảnh cáo Nhi không có được nói cho cậu biết. Nếu để cậu biết được, Nhi sẽ bị đánh nhiều hơn. Nhi thà rằng bịt miệng giấu giếm còn hơn ngày nào cũng bị đánh, đau lắm. Tính của Nhi cứng đầu, cậu Trọng cũng hiểu, nhưng cứng đầu đến mức ngốc nghếch thế này chỉ khiến cậu thêm giận. Bây giờ, cậu chỉ muốn biết ai là người làm cho Nhi bị thương mà thôi. Nhưng dùng biện pháp mạnh, Nhi càng thêm hoảng sợ mà không có chịu mở miệng. Cậu Trọng nén tiếng thở dài, rồi tiến gần đến chỗ Nhi đứng. Cậu xoa nhẹ lên vết thương ở trên má, hắn giọng. Nhi có biết nếu nói dối thì bị phạt không? Nhi... Nhi biết. Biết sao còn không nói thật? Nhi... Nhi sợ bị đánh lắm. Nhi không có nói được. Nhi ngoan, có tôi ở đây rồi. Không có ai dám đánh em đâu. Tôi hứa sẽ bảo vệ cho em. Lúc này, Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu Trọng. Đôi mắt long lanh dường như sắp khóc. Nhi cứ mãi lưỡng lự, trong lòng luôn tồn tại một nỗi lo lắng vô hình. Cô không biết có nên nói chuyện bị Huệ đánh cho cậu hay không. Cậu nói bảo vệ Nhi, nhưng bảo vệ bằng cách nào? Lúc cậu không có trong phủ, Huệ sẽ lại đánh Nhi tiếp thôi. Dường như những lời dỗ dành không có đủ để Nhi tin tưởng, cậu Trọng xuống nước lần nữa. Có tôi ở đây, không có ai ức hiếp em được đâu. Nói tôi nghe đi, ai đánh em? Những lúc cậu không có nhà thì sao? Ai bảo vệ cho Nhi? Tôi kêu con Mận nó đi theo em hoặc đến cửa hàng cùng tôi, được không? Nhi trầm tư suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hồi nãy rất nhiều. Ở phủ, con Mận nó đối với cô rất tốt, có nó bên cạnh Nhi cũng an tâm hơn. Hoặc cùng cậu đến cửa hàng, Nhi sẽ không phải gặp mặt con Huệ nữa. Cách cậu Trọng bày ra, cách nào cũng tốt. Nhi, nói tôi nghe đi. Giọng có cậu Trọng vang lên bên tai khiến Nhi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhi nắm chặt lấy vạt áo rồi lưỡng lự một hồi, Nhi mới gật đầu. Chị Huệ đánh Nhi. Huệ đánh? Sao lại đánh? Nhi đưa tay chỉ mấy cái vết bầm nhỏ trên cổ mình cho cậu thấy rồi giải thích. Tại Huệ nhìn thấy mấy vết cậu cắn Nhi đây nè. Chị Huệ nói Nhi quyến rũ cậu, nhưng Nhi không có quyến rũ là thế nào hết. Chị Huệ còn dọa nếu Nhi đến gần cậu sẽ đánh Nhi nhiều hơn. Cậu đừng có nói với chị Huệ là Nhi nói với cậu nghe, không thì chị Huệ đánh Nhi nữa đó. Nhi vừa nói vừa khóc, đôi vai gầy rung lên nhẹ nhẹ. Hình như lúc kể lại, Nhi cũng nhớ đến cái tát đầu điếng cùng lời đe dọa của Huệ nên mới sợ tới mức này. Bây giờ cậu Trọng biết được sự tình, cậu giận lắm nhưng không dám biểu lộ trước mặt của Nhi vì sẽ làm cho cô sợ hãi thêm. Cậu không ngờ một đứa hầu thấp kém như con Huệ lại cả gan đánh người của cậu.
Từ trước tới bây giờ, cậu luôn dung túng cho con Huệ vì ả làm cậu hài lòng. Nhưng dường như sự dung túng này khiến cho ả ảo tưởng cái vị thế của bản thân ở trong phủ nên mới làm loạn. Trọng ôm Nhi vào lòng, xoa nhẹ sau lưng, trấn an. Được rồi, đừng có khóc. Tôi không có để ai ức hiếp em nữa đâu. Tôi khẳng định sau này bọn hầu sẽ không có dám làm phản. Nhi không hiểu ẩn ý sau lời của cậu nói. Cô chỉ cần không có bị đánh nữa là cô an tâm rồi. Tựa đầu vào lòng ngực cậu, tiếng sục sịch vẫn vang lên đều đặn. Ngay bây giờ, cậu Trọng muốn xuống nhà dưới dạy cho con Huệ nó một bài học. Nhưng cậu không có bỏ mặc Nhi được. Ít nhất là phải đợi đến khi cô bình tĩnh, cậu mới có thể rời đi. Bình thường, cậu hung dữ với Nhi. Mấy ngày nay, cậu đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến cho Nhi thấy rất vui. Đứng im trong vòng tay cậu như vậy, Nhi cảm thấy được sự ấm áp lạ thường. Đã vậy, trên áo cậu còn lưu cái mùi hương nhẹ nhàng nơi cánh mũi. Nhi thích thú, quên luôn cả chuyện bị đánh hồi tối mà cả nhẹ cái chóp mũi vào áo của cậu. Trọng thấy động ở bên dưới, hạ tầm mắt xuống liền phát hiện ra cô vợ ngốc đang làm loạn. Cậu thầm cười lên tiếng. Nhi, em đang làm cái gì đó? Áo của cậu có mùi gì thơm lắm. Không còn khóc vì cái chuyện bị đánh nữa hay sao mà nhìn em có vẻ vui vậy? Nhi ngẩng đầu lên đối diện với cậu Trọng. Cô sụt sịt mấy tiếng, nhãn miệng cười tươi. Nhi không khóc, ngày mai Nhi có Mận đi cùng rồi. Nếu có bị đánh thì Nhi chạy ra cửa hàng với cậu nên không có sợ. Cậu hứa bảo vệ Nhi rồi đó nghe, cậu không có được nuốt lời. Tôi hứa. Chỉ mấy lời dỗ dành ngọt ngào của cậu Trọng mà Nhi hết khóc, hết sợ, cũng không có quan tâm quá nhiều về chuyện bị đánh. Nhi đơn thuần nên suy nghĩ đơn giản không có giống như người ta. Tuy là ngốc một chút nhưng cậu Trọng thấy vậy lại hay. Cứ để trong lòng mấy cái chuyện không có vui chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi, thiệt thòi mà thôi. Bây giờ Nhi phấn chấn hơn rồi, không còn khóc nữa. Cậu cũng nên xuống nhà dưới giải quyết một lần cho nó xong chuyện, để sau này không ai dám làm càn. Nhưng mà Nhi ngốc, cứ mãi ôm lấy cậu không buông, hình như là thích cái mùi hương ở trên người cậu rồi thì phải. Hồi trước cậu chỉ mới cầm tay, Nhi đã run sợ đến mức sắp khóc. Cậu xin cậu tha này tha nọ. Bây giờ Nhi khác rồi, tuy vẫn chưa có chủ động ôm cậu nhưng dứt mãi không rời. Thái độ của Nhi cũng thoải mái hơn khi cậu gần gũi, không còn sự xa lánh hay sợ hãi. Cậu xoa đầu Nhi mấy cái, khẽ thở dài. Em định ôm tôi hoài như vậy hay sao, không cho tôi đi hả? Người cậu ấm lắm, Nhi không có muốn buông. Cậu bật cười rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên Nhi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, ở trong phòng đợi tôi, một lát nữa tôi về. Dạ. Bàn tay nhỏ dần buông khỏi người cậu, Nhi đứng phía sau ánh mắt dõi theo bóng cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại. Rời khỏi phòng, cậu men theo dãy hành lang xuống nhà dưới. Tâm trạng cậu ngay khi xa Nhi liền không ổn, nỗi tức giận cuồn cuộn ở trong lòng. Phòng của Huệ là một căn phòng nhỏ riêng biệt với khu dành cho bọn hầu. Trước kia, ả được cậu dung túng, nên cũng có những đặc quyền riêng. Bà Lệ không thích cậu dây dưa với đám người ở, vì sợ bẩn người để tiện cho Huệ hầu giường mỗi đêm. Cậu Trọng liền cho ả một căn phòng riêng, cậu đối đãi với ả khá tốt, vậy mà lần này ả cả gan đánh cả người vợ của cậu. Đứng trước cửa phòng, không một lời báo trước, cậu Trọng giơ chân đạp thật mạnh vào cánh cửa, khiến nó mở tung ra. Huệ ngồi trong phòng, vừa định nằm xuống giường thì bị tiếng động làm cho giật mình. Quay về phía cửa chính thì gặp cậu Trọng. Huệ liền cởi cái áo khoác bên ngoài, chỉ để cái yếm đào mỏng ở bên trong. Khóe môi ả cong lên, nở một nụ cười đầy sung sướng. Hồi nãy cậu lạnh lùng, nhất quyết từ chối không có đến phòng ả. Bây giờ lại chủ động đến tìm. Huệ thầm nghĩ, chắc là do cậu nhớ ả cho nên mới tới. Huệ đem suy nghĩ viển vông đó tiến gần đến chỗ cậu. Ả vừa định ngã ngớn chạm vào người cậu thì bị ăn một cái bạt tai đầu điếng. Bàn tay to lớn của cậu giáng xuống mặt của ả một cái tát. Âm thanh giòn giả vang lên. Trên mặt ả in hàng năm ngón tay đỏ ửng. Khóe môi nhanh chóng chảy ra một dòng máu. Lực đánh mạnh,
Huệ lại chưa có chuẩn bị tâm lý, cả người ả vô lực ngã quỵ xuống đất. Còn Huệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Trọng bước đến túm lấy tóc của ả giật mạnh về sau. Ả bị ép ngẩng mặt lên đối diện với ánh sắc lạnh kia. Nước mắt lăn dài trên gò má, ả hỏi trong đau đớn. Cậu cả, em đã làm gì sai? Còn dám hỏi nữa, ai cho phép mày đánh vợ tao? Em, tại nó quyến rũ cậu trước, vì nó nên cậu không có quan tâm tới em. Huệ vẫn nghĩ trong đầu rằng ả giữ một vị trí quan trọng trong lòng cậu, nhưng ả không biết đối với cậu, ả chỉ là một con đứa hầu được đặt cách lên hầu giường mà thôi. Thấy Huệ còn ngang bướng ngông cuồng, cậu Trọng không ngần ngại mà đánh ả thêm một cái đầu điếng. Cái tát lần này khiến ả ngã té xuống nền đất lạnh lẽo, chưa kịp định thần thì cậu đã kéo tóc ả lên. Nếu mày quên thì để tao nhắc lại cho mày nhớ, mày chỉ là con hầu trong cái phủ này. Không phải mày tự nguyện trèo lên giường thì mày cũng không có lọt vào mắt tao đâu. Cậu cả. Nhi là vợ của tao, chỉ có tao mới được động đến cổ. Để tao biết mày động tới Nhi thì cái mạng chó của mày cũng không còn đâu, nhớ chưa? Em biết rồi, xin cậu tha cho em. Huệ chắp hai tay vái lại cậu Trọng, bị ăn hai cái tát đến bật máu, khiến cho Huệ sợ đến run rẩy. Có lẽ sau lần cảnh cáo này, ả không dám động vào Nhi nữa đâu. Trọng liếc mắt nhìn Huệ cảnh cáo, rồi buông tay. Trước khi đi, cậu còn không quên cảnh cáo. Tao không muốn nói hai lần, tốt nhất là đừng quá phận. Huệ cố lết tấm thân tàn tạ quỳ xuống trước mặt cậu. Ả cúi gập đầu sát đến nỗi có thể nghe thấy một tiếng da chạm với nền đất, không còn dáng vẻ kinh kiệu kiêu ngạo như trước. Nhìn Huệ bây giờ không khác nào một kẻ nghèo hèn cầu xin sự tha thứ. Bước ra khỏi căn phòng cũ kỹ, cậu Trọng ra hiệu cho thằng Bần đứng kế bên. Nó hiểu ý rồi chạy tới cúi đầu. Dạ, cậu có gì sai bảo con à? Mày thu dọn căn phòng này thật sạch sẽ. Từ ngày mai con Huệ phải xuống ở với đám hầu kia. Dạ, thưa cậu. Thằng Bần nhận được lệnh rồi nhanh chóng đi giải quyết công chuyện. Cái thứ đĩa đeo chân hạt, quạ mà đòi mặc áo công, không biết vị thế của mình ra sao thì kết cuộc nhận lại rất là thê thảm đó. Nếu Huệ nó ngoan ngoãn nghe lời, không cậy thế cậy quyền thì biết đâu lại được ở chỗ tốt. Bây giờ thì tốt rồi đó, phải chuyển xuống cùng với đám hầu trong một nơi nghèo nàn ẩm thấp, không những vậy còn bị chúng nó coi khinh. Cuộc đời của ả không khác nào từ trên cao rớt xuống dũng bùn lầy. Nhi ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi cậu. Mỗi lần vào tầm này, Nhi cũng hay ở trong phòng với ngọn đèn dầu hiu hắt chờ đợi. Có điều, tâm trạng của cô hôm nay thoải mái lắm. Mỗi đêm cậu Trọng vào phòng đều trong tình trạng say xỉn rồi cưỡng ép cô. Nhưng đêm nay thì khác, cậu Trọng đối tốt với cô hơn rồi. Cô không còn tâm trạng lo lắng nữa. Căn phòng tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng động. Bên tai Nhi truyền đến âm thanh gõ cửa liên hồi. Nghĩ là cậu Trọng về, Nhi nhanh chân chạy đến phía trước vui vẻ mở cửa chào đón. Nhưng hiện lên trong mắt Nhi không phải cậu Trọng mà là cậu Phú. Nhi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu Phú vào lúc này. Cậu hai đến đây làm gì? Đêm rồi cậu không ngủ hả? Tôi đến để nghe câu trả lời từ chị đó, chị dâu à. Câu trả lời... Nhi ngơ ngác một hồi vẫn không hiểu cậu Phú đang nói đến chuyện gì. Nhìn vẻ mặt của Nhi, cậu Phú bật cười. Hôm trước tôi nói sẽ đưa chị lên chợ huyện. Ý chị sao? Có muốn đi với tôi hay không? Nhi à lên một tiếng, như hiểu ra chuyện cậu Phú nhắc tới. Rồi Nhi nhìn cậu Phú, sắc mặt không có mấy vui vẻ, buồn bã đáp. Nhi không có đi cùng với cậu hai được đâu. Cậu Phú chau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Rõ ràng hôm trước cậu đề nghị chuyện lên huyện, Nhi còn thích thú lắm, muốn làm cho nó xong việc để đi, vậy mà hôm nay đã buông lời từ chối. Tuy có chút không hài lòng, nhưng cậu vẫn điềm nhiên hỏi lại. Sao chị lại không có đi được? Bận chuyện gì hả? Cậu Trọng không có cho Nhi đi với cậu Phú, với lại cậu Trọng nói ngày kia đưa Nhi lên huyện rồi, nên Nhi không có đi với cậu hai được. Sắc mặt cậu Phú tối sầm lại khi biết cậu Trọng là người chen chân vào cuộc vui của mình.
Đáng lẽ Nhi đã nhận lời cùng cậu lên huyện, cuối cùng mọi kế hoạch đổ bể chỉ vì mấy lời từ kẻ không đâu. Cậu Phú nắm chặt tay lại, trên mu bàn tay hiện lên những đường gân xanh. Nhi thấy cậu Phú im lặng không nói, liền tò mò. Cậu hai ơi, cậu sao vậy? Cậu buồn vì Nhi không có đi cùng với cậu hả? Nếu vậy thì cậu hai đừng buồn, lần sau Nhi sẽ xin cậu Trọng cho Nhi đi cùng với cậu hai nghe. Nhi cười, nói những lời bản thân nghĩ trong đầu mà không biết đã vô tình làm cho ai đó khó chịu. Cậu Phú ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Nhi, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Nhi siết chặt. Em nhất định phải đi cùng với tôi. Cậu Phú nắm chặt cổ tay Nhi đến đau điếng. Nhi cảm tưởng tay mình sắp gãy đôi. Thái độ của cậu bây giờ khiến cho Nhi sợ hãi. Bình thường cậu Phú đâu có như vậy. Cậu hiền lành đối tốt với Nhi lắm, vậy mà hôm nay lại trở thành một con người khác. Ánh mắt của cậu Phú đỏ sọc, bên trong hằn lên những tia máu đỏ, gương mặt hằn học cùng với hành động kỳ lạ. Nhi cố gỡ tay cậu Phú ra khỏi người, nhưng bất thành. Cậu nắm chặt quá, dù có dùng dãy thế nào cũng không có thoát được. Nhi sợ đến phát khóc cầu xin. Cậu hai, bỏ tay Nhi ra đi, Nhi không có đi với cậu đâu, Nhi đi với cậu Trọng, bỏ tay ra. Mở miệng ra là gọi tên nó, em không nghĩ đến ai ngoài nó sao? Tay Nhi đau quá, cậu hai buông ra đi, cậu Trọng thấy sẽ đánh cậu đó. Đừng có đem nó ra dọa tôi, hồi trước em sợ nó lắm mà, sao bây giờ lại không có sợ nữa, có phải em yêu nó rồi không, hả? Từng câu từng chữ cậu Phú nói ra thì lực ở tay cậu siết chặt thêm. Những ngày đầu Nhi về phủ sống, sáng nào cậu Phú cũng thấy vết bầm tím ở trên tay Nhi. Nhi nói không có thích cậu Trọng vì cứ đêm đêm cậu Trọng lại trở nên hung dữ với Nhi. Vậy mà chỉ sau một ngày, qua vài lời đường mật, Nhi đã nghe theo cậu Trọng. Nhận ra cái điều này, cậu Phú đương nhiên không bằng lòng. Khó khăn lắm Nhi mới có cảm tình với cậu. Bây giờ đột nhiên có kẻ chen ngang, cậu Phú không có thể trơ mắt mà đứng nhìn. Cậu Phú nhìn Nhi đang dùng dãy cố thoát khỏi mình như thoát khỏi một con thú dữ mà chạnh lòng. Rõ ràng những chuyện cậu Trọng làm với Nhi còn thậm tệ hơn thế này mà sao Nhi không có phản kháng quyết liệt giống như bây giờ. Cậu buông Nhi ra đi, không là Nhi hét lên đó. Em có giỏi thì cứ la lên đi, để mọi người biết chuyện đêm khuya em cùng với em chồng làm cái chuyện không có đứng đắn. Nhi ghét cậu hai. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má Nhi. Bây giờ trong đầu của cô chỉ nghĩ đến cậu Trọng thôi. Nhi sợ cậu Phú rồi. Cổ tay Nhi đau đớn đã cố thoát ra nhưng có được đâu. Cậu Phú nhân lúc không có ai liền kéo Nhi đi theo mình. Bị một lực mạnh kéo đi, đôi chân của Nhi bắt buộc phải đi theo. Nhưng khi vừa khỏi cửa, một bàn tay lớn giữ Nhi lại từ phía sau. Cổ tay bị cậu Trọng nắm chặt cũng được kéo mạnh trở về. Cậu Phú nhanh chóng nhận ra Nhi không còn trong tay mình nữa. Cậu lập tức dừng lại quay người về sau. Cậu Trọng đứng trước mặt của cậu Phú, còn Nhi thì sợ hãi nép sau lưng cậu. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vẫn còn vang lên. Cậu Trọng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào cậu Phú. Giọng nói mang theo sự phẫn nộ truyền đến bên tai. Không phải tao đã cảnh cáo mày không được đụng đến vợ tao rồi sao? Mày chán sống rồi à? Khóe môi của cậu Phú khẽ cong lên để lộ một nụ cười khinh bỉ, ngữ điệu khi nói với người bậc trên không có hề nể nang một phần nào. Tôi thấy anh để chị dâu cô đơn nên mới tìm cách chơi đùa một chút thôi. Anh có cần làm lớn chuyện đến mức này không? Vợ của tao, tao tự biết lo liệu, không cần mày phải bận tâm. Nếu mà tôi vẫn muốn bận tâm thì sao? Thái độ ngạo mạn, lời nói không một chút tôn trọng của cậu Phú khiến Trọng càng thêm tức giận. Cậu chỉ mới giải quyết xong một cái chuyện, bây giờ lại thêm một chuyện khác. Cậu Trọng mới xa Nhi một phút thôi mà cậu Phú đã nhân cơ hội làm càn. Nếu cậu Trọng không có về kịp, không biết cậu Phú sẽ làm gì Nhi. Dãy nhà lớn này chỉ có duy nhất căn phòng của cậu Trọng. Dù Nhi có hét lớn cỡ nào cũng không một ai quan tâm, bởi dãy nhà của cậu Trọng chỉ khi cậu cho phép mới được bước chân vào. Hiển nhiên, khi cậu Phú đặt chân đến đây, mặc định đã không coi trọng lời nói của cậu Trọng. Nhi đứng sau lưng của Trọng, tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng vẫn phát ra. Nhìn sắc mặt của Trọng, Nhi biết cậu đang rất giận. Nhìn hai người giống như sắp lao vào đánh nhau. Nhi không muốn ai bị thương,
cũng sợ phải thấy máu nên kéo nhẹ vạt áo của Trọng. Thấy động bên tay áo, Trọng liền quay sang bên cạnh nhìn Nhi. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt đối diện với cậu, nghẹn ngào. Vào phòng, không ở đây nữa đâu. Sợ sao? Nhi khẽ gật đầu đáp lại, bàn tay nắm chặt để giật áo Trọng, run lẩy bẩy. Sau cái chuyện hồi nãy, Nhi không còn tâm trí đâu để nhìn mặt cậu Phú. Bây giờ, Nhi chỉ muốn trốn tránh thôi. Cậu Trọng vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu Phú. Có điều hồi nãy, vợ ngốc của cậu bị dọa đến thất kinh hồn vía, nên cậu cũng không có tâm trạng đôi co. Trọng trừng mắt nhìn Phú, cảnh cáo để cứ vậy đưa Nhi vào trong. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, vang lên một âm thanh lớn. Phú đứng một mình bên ngoài dãy hành lang dài, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người. Khóe môi cong lên nở một nụ cười tự chế giễu mình. Ngay lần đầu gặp Nhi, cậu không nghĩ cậu lại có thể thích vợ của anh mình. Mỗi khi thấy Nhi bên cạnh Trọng, cậu lại không có thể kiểm soát được cảm xúc, cũng giống như sự việc hồi nãy. Bây giờ bình tĩnh rồi, nghĩ lại mới thấy những cái chuyện cậu Phú làm là sai trái. Cậu khiến Nhi sợ, khiến cô phải nói ghét cậu. Bao nhiêu cố gắng bấy lâu bị cậu hất đổ hết. Sau này, Phú không biết đối diện với Nhi thế nào, cũng không biết Nhi còn nói chuyện với cậu nữa hay không. Phú thở dài một tiếng nhìn căn phòng đóng kín kia một lần nữa, rồi quay lưng rời đi. Bên trong phòng, Nhi ngồi trên giường bên cạnh cậu Trọng. Bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của cậu. Cậu cẩn trọng xem xét vết hằn ở trên cổ tay của Nhi. Nhìn sơ qua một lượt, xem chừng không có vẻ quá nghiêm trọng. Chỉ là lúc nãy lực kéo của cậu Phú quá mạnh nên mới in rõ vết hằn ở trên da. Ngoài ra thì không có xây xát đáng kể. Mấy tiếng sụt xịt nhỏ vẫn vang bên tai. Trọng nâng tầm mắt lên, bắt gặp Nhi vẫn còn khóc. Cậu đưa tay nhẹ nhẹ lau nước mắt trên má, rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng đầy ân cần. Có tôi đây rồi, em không cần phải sợ. Ngoan, nín đi. Nhi tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của cậu, nước mắt vô tình thấm đẫm một mảng trên áo. Cô nghẹn ngào. Cậu Phú hôm nay lạ lắm. Cậu cứ bắt Nhi đi theo thôi, còn làm Nhi đau nữa. Sau này em đừng có lại gần nó là được. Nếu không, em sẽ bị bắt không có về phủ được đâu. Ngoài tôi ra, em không có được phép tin bất kỳ ai. Dạ, Nhi biết rồi. Cậu Trọng nhẹ nâng trán Nhi lên, khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh. Bàn tay di chuyển chậm rãi xuống tấm lưng thon dài, cảm nhận làn da mềm mại. Nhi khẽ rùng mình, thu người trong lòng cậu. Cô kéo nhẹ áo cậu, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu không có được làm giống đêm qua, Nhi vẫn còn đau. Cậu Trọng ngớ người giây lát vì câu nói của Nhi. Không ngờ Nhi lại nhạy cảm đến vậy. Chắc do chuyện này thường xuyên xảy ra nên Nhi mới hiểu mà từ chối. Dù sao cậu cũng không có muốn làm cho Nhi đau, nên tạm gác sang một bên, đợi đến khi Nhi khỏe hơn mới tính tiếp. Em không muốn làm hả? Không, không muốn. Nhưng nếu cậu muốn thì cũng được. Chỉ cần cậu đừng có đánh Nhi thôi. Lúc trước mỗi đêm về trong tình trạng say xỉn, cậu cưỡng ép Nhi rồi bị Nhi từ chối. Y như rằng đêm đó cậu sẽ đánh Nhi, những cái đánh đau đến nỗi để lại vết bầm tới mấy hôm sau. Nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của Nhi, cậu không biết bản thân đã khiến cô đau đớn đến mức độ nào, nhưng chắc chắn nó đã hằn sâu vào trong tâm trí. Cậu mơn trớn gò má hồng của cô, cười nói. Em đau, tôi sẽ không có làm. Khuya rồi, ngủ đi. Sớm mai theo tôi lên cửa hàng. Cậu cho Nhi đến cửa hàng với cậu hả? Ừ, theo tôi rồi tôi mua kẹo cho em. Dạ, vậy nhưng mà... Nhi cúi gầm mặt xuống đắn đo. Nhi thích đi chơi cùng với cậu Trọng. Có điều nếu Nhi đi thì công việc thường ngày ai sẽ làm? Không có hoàn thành xong công việc, thế nào Nhi cũng bị mắng cho xem. Nhi không thể đi được. Trọng nhận ra dáng vẻ lưỡng lự của Nhi liền hỏi. Sao vậy? Nhưng cái chuyện gì? Em không muốn đi cùng tôi à? Không phải. Tại Nhi còn phải làm việc nhà. Việc của Nhi nhiều lắm. Nhi phải làm xong mới được đi chơi. Việc nhà? Ai kêu em làm những cái thứ của người hầu?
Bà chủ, bà nói Nhi phải làm việc thì mới có cơm ăn, trong phủ không có nuôi kẻ rảnh rỗi. Cậu Trọng không có đáp, trầm ngâm suy nghĩ. Quá ra, khoảng thời gian cậu Trọng không có quan tâm đến Nhi, mẹ cậu lại hành xử như vậy. Cậu dám chắc lượng công việc mà mẹ cậu giao cho Nhi không phải ít, vậy nên Nhi mới sợ không có kịp đi chơi. Đường đường là vợ cậu cả, vậy mà phải động tay vào những cái việc của bọn hầu. Đã vậy còn làm nhiều hơn bọn chúng. Trọng giận nhưng chỉ để trong lòng. Chuyện lần này cậu cần phải giải quyết với mẹ, nên đâu thể làm ầm lên giống như những cái chuyện khác. Cậu không có nói nhưng sớm đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Đưa tay xoa nhẹ phiến má hồng của Nhi, cậu dặn dò. Sớm mai em cùng với tôi ra cửa hàng, không phải làm việc gì hết. Nhưng không làm bà chủ mắng Nhi đó. Đã có tôi, em còn sợ bị đánh sao? Yên tâm đi, tôi bảo vệ cho em. Dạ. Nhi sụt xịt mấy tiếng rồi lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Cô nhanh chóng nằm xuống kế bên cậu, gối đầu lên tay cậu. Cả người cuộn tròn giống một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ. Nhi cười tươi lắm, chắc là đang nghĩ đến cái chuyện ngày mai được ra khỏi phủ lại còn được ăn kẹo. Kể từ ngày về đây, Nhi đã bước chân ra ngoài đường lần nào đâu. Suốt ngày quần quật với rất nhiều công việc, tối đến lại phải phục vụ cậu Trọng. Cứ sau một đêm, cả người Nhi rã rời đến đi còn không nổi, nói gì đến ra ngoài đường. Nhi nhắm nghiền mắt lại, ép bản thân phải ngủ thật nhanh. Mai được ra cửa hàng với cậu Trọng, Nhi không muốn dậy muộn rồi bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Thấy Nhi ngủ rồi, cậu Trọng cũng yên tâm mà ôm lấy cô trong vòng tay. Cậu chỉ sợ Nhi vẫn còn lo lắng chuyện cậu Phú nên trằn trọc. Bây giờ nhìn vợ ngốc ngon giấc bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút hết bao gánh nặng. Nhớ về chuyện xảy ra tối nay, cậu lại là người trằn trọc không có ngủ được. Cậu Phú là con vợ hai, mẹ mất sớm thiếu tình thương nên tính cách ương ngạnh, khó bảo. Bề ngoài cậu Phú hiền lành nhưng bản chất lại không có tử tế. Tuy cậu Trọng không có thích cậu Phú, có điều hai người là hai anh em nên ít nhiều trong vài chuyện cậu vẫn thường nhịn em mình. Trước kia, cậu Phú nhiều lần tranh giành vài thứ với cậu Trọng, nể mình lại là anh em. Nên cậu Trọng không có đôi co. Nhưng lần này thì khác, cậu không nghĩ cậu Phú dám mơ tưởng đến vợ của mình. Quay sang bên Nhi, Trọng nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hôn lên trán cô, vòng tay ôm cô vào lòng chặt hơn. Tâm trạng cậu có chút lo lắng khi nghĩ đến chuyện tối nay. Công việc bên ngoài kia còn nhiều, cậu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Nhi. Hôm nay nếu không phải cậu may mắn đến kịp thời thì Nhi đã rơi vào tay của cậu Phú. Chuyện này cần phải chấm dứt, càng để lâu càng thêm rắc rối. Nhi đang nằm bỗng dưng chuyển mình, nhưng cơ thể lại có cảm giác như có một vật nặng đè lên. Cô chau mày tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ôm chặt cứng ở trong lòng cậu Trọng. Nhi bắt đầu giãy giụa khó chịu ra mặt. Cậu ôm chặt Nhi không có thở được. Cậu Trọng đang dần chìm vào giấc ngủ, nghe giọng của Nhi vang lên bên tai, liền tròn tỉnh dậy. Hồi nãy thấy Nhi đang say giấc, bây giờ đột nhiên tỉnh lại với vẻ mặt khó chịu. Cậu hỏi, sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả? Cậu làm Nhi khó chịu. Tôi sao? Nhi gật đầu nhanh chóng đáp lại. Trọng thì ngẩn người không hiểu vì sao Nhi nói như vậy. Cậu đâu có làm cái gì sai, cũng đâu có những hành động quá phận đâu. Lúc cậu Trọng còn ngỡ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Nhi lên tiếng. Cậu đừng có ôm chặt Nhi như vậy nữa, Nhi không có thở được. Cúi đầu xuống phía dưới, bây giờ Trọng mới cảm nhận được lực siết ở cánh tay mình quá mạnh. Hồi nãy nghĩ đến những cái chuyện không vui, cậu cũng sợ mất Nhi nên mới ôm chặt hơn. Không ngờ hành động đó làm cho Nhi tỉnh giấc lại còn khó chịu như vậy. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Trọng bật cười chạm nhẹ lên chóp mũi của cô. Tôi ôm vợ mình một chút cũng không được sao? Mà tôi thấy cũng đâu có chặt lắm đâu, em vẫn còn thở được mà. Thở thì thở được, nhưng mà Nhi khó chịu, cậu buông tay ra thử coi. Em thật sự muốn tôi buông? Cậu Trọng hỏi lại lần cuối để chắc chắn với quyết định của Nhi. Lúc đầu cậu cứ nghĩ Nhi sẽ không đồng ý,
Nào ngờ Nhi gật đầu trong giây lát rồi quyết tâm. Đã vậy, Nhi còn chủ động rời khỏi vòng tay của cậu. Cô nằm sát bên cạnh vách tường phía trong, thậm chí còn quay lưng về phía cậu, không có thèm nhìn mặt dù một lần. Cậu Trọng cảm giác như mình bị bỏ rơi, tâm trạng bỗng không có mấy vui vẻ. Cậu cố nằm sát bên cạnh Nhi, nhưng tuyệt nhiên không có ôm cô. Dịnh tay xuống giường làm trụ, cậu nhòi người về phía trước thăm dò. Tưởng rằng xa vòng tay cậu, cô vợ ngốc sẽ không có ngủ được. Nào ngờ, chỉ trong vòng mấy phút đã chìm vào giấc mộng. Cậu thất vọng đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết nằm xuống giường âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn. Đêm nay có lẽ người mất ngủ là cậu. Nửa đêm, bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Ngủ không được, cậu đành ngồi dậy tìm việc gì đó làm cho hết đêm nay. Cậu dịnh tay xuống giường làm trụ, vừa định đứng dậy tiến đến chỗ bàn, thì bên tai đột ngột truyền đến giọng nói quen thuộc. Trọng quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Nhi đang nói mớ. Có điều cái tên mà cô gọi trong lúc mơ không phải tên cậu, mà là tên một người đàn ông khác. Cái tên phát ra từ giọng nói của Nhi vẫn văng vẳng bên tai cậu. Quân, đừng có bỏ Nhi. Tuy âm lượng nhỏ, nhưng trong căn phòng chỉ có hai người đủ để cậu Trọng nghe rõ những lời Nhi nói. Cậu siết chặt lấy ga giường. Trọng không thể bình tĩnh khi vợ cậu đang gọi tên người đàn ông khác khi chung giường với cậu. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, cơ thể bắt đầu nóng ran, mặc cho nhiệt độ ở trong phòng xuống thấp. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn làm cho rõ mọi chuyện, muốn biết rốt cuộc tên đàn ông chết tiệt kia mà Nhi mơ thấy là ai và có quan hệ gì với cô. Quay đầu về phía sau, Trọng không còn nghe thấy tiếng Nhi nữa, nhưng cơn thịnh nộ ở trong lòng cậu không thể dời bớt. Cậu cố kiềm nén sự tức giận, đứng dậy rời khỏi phòng. Màn đêm thanh vắng, âm thanh từ tiếng cửa gỗ va chạm vào. Cậu cố kiềm nén sự tức giận, đứng dậy rời khỏi phòng. Sáng sớm, bên nhà dưới đã bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng người qua lại. Mọi người đang chuẩn bị một ngày làm việc mới. Nhưng hôm nay, khu nhà dưới có những điều mới lạ mà thường ngày không có. Bình thường cứ đến giờ ai làm việc nấy không có mấy khi bận tâm đến nhau. Vậy mà hôm nay bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía con Huệ. Không chỉ một mà rất nhiều cặp mắt nhìn ả ta. Chuyện là mới sáng sớm tinh mơ, không biết nguồn tin từ ai hay người nào truyền tay nhau chuyện đêm qua con Huệ nó bị cậu Trọng đánh vì dám động vào Nhi. Nghe đâu Huệ không chỉ bị đánh mà còn bị đuổi khỏi căn phòng riêng mà trước kia cậu đặt cách cho nó ở. Mấy đứa căm ghét con Huệ mừng thầm ra mặt vì lúc trước con Huệ nó luôn cậy thế mình được cậu thương mà lên mặt. Bây giờ sau một đêm ngã từ trên cao xuống, không chỉ nhục nhã mà còn bị gán cái danh trèo cao té nặng. Tuy rằng nhiều người biết chuyện của Huệ không còn được cậu Trọng thương như xưa, nhưng ai nấy đều e ngại. Cậu Trọng tức giận đuổi Huệ xuống cái phòng mục nát cũng vì ả cả gan dám đánh Nhi. Từ lúc Nhi bước chân vào phủ, đám người hầu thay nhau bắt nạt, không chỉ chửi mắng mà còn bắt ép Nhi làm thay phần của bọn chúng. Này nghe tin cậu đứng ra bảo vệ Nhi, trong lòng đứa nào cũng xuất hiện một nỗi lo lắng. Chúng sợ Nhi nói cho cậu Trọng tất cả những chuyện mà chúng làm với Nhi. Đến lúc đó, cậu Trọng thực sự nổi giận thì đến cái mạng quèn cũng không có còn. Sau này, nếu xảy ra hậu quả cũng là do bọn chúng tự mình chuốc lấy mà thôi. Con Huệ ngồi trong xó bếp làm công việc cọ nồi bẩn thỉu. Đã lâu lắm rồi, phải tính là từ khi được cậu Trọng cho lên hầu giường, Huệ đã không phải động tay động chân vào mấy cái việc này. Bây giờ, từ ở trên cao té xuống một cú đau điếng, ả nhất định đang ấm ức trong lòng. Bị bắt phải làm việc như cái đám hầu kia đã đành, đằng này Huệ vừa làm vừa phải nghe những cái lời thì thầm bàn tán. Ả biết sau lưng đang có rất nhiều những ánh mắt dòm ngó, những nụ cười hả hê cùng hàng tá lời nói xấu, nhưng điều duy nhất ả có thể làm chính là nhẫn nhịn. Những chuyện xảy ra đêm hôm qua vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của con Huệ, càng nhớ đến càng khiến cho ả thêm căm phẫn. Nó nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ sọc đầy giận dữ. Mối thù này làm sao ả có thể để yên. Cậu Trọng đứng ra binh vực con Nhi trước mặt ả chỉ khiến cho ả thêm điên cuồng mà thôi. Trong lòng con Huệ sớm đã tự nhủ phải trả đũa lại cái mối nhục này.
phía bên trong phòng khách lớn. Như mọi ngày, bà Lệ ngồi chém chệ trên cái ghế lớn thưởng thức chén trà nóng buổi sáng. Tuổi đã cao nên bà khó ngủ, có đêm không có chợp mắt được lúc nào nên đành phải dậy sớm. Lâu dần, việc thức dậy sớm cùng với chén trà nóng đã trở thành thói quen khó bỏ. Cầm chén trà trên tay, bà Lệ thổi qua cho nguội rồi nhấp một ngụm thưởng thức. Hương vị trà lại khiến bà dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng được thoải mái. Đưa mắt nhìn cảnh đẹp ngoài vườn, bà Lệ chưa kịp tận hưởng được bao nhiêu thì tiếng ồn từ ngoài kia vọng lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bà Lệ khẽ chau mày khó chịu. Bình thường thì sự ồn ào này nhanh chóng kết thúc, nhưng hôm nay lại kéo dài quá mức. Buổi sáng tốt lành bị phá bởi những cái chuyện không đâu. Bà Lệ lớn tiếng gọi. Con Lành! Con Lành đâu? Vô đây bà nói! Dạ, con đây, con đây. Con Lành từ bên ngoài cửa nhanh chân chạy tới chỗ của bà Lệ, nó cúi đầu kính cẩn. Dạ, bà có sai bảo gì con không à? Mày ra coi ngoài kia có chuyện gì mà mới sáng sớm à, tụi nó làm ầm ĩ lên hết vậy, ồn quá. Nghe mấy lời phàn nàn của bà Lệ, con Lành nó quay đầu ngó ra bên phía cửa chính. Sau một hồi thì nó à lên một tiếng. Dạ, mấy người ở dưới bếp đang bàn tán chuyện của con Huệ đó bà. Chuyện của con Huệ là chuyện gì? Thì là chuyện con Huệ bị cậu Trọng đánh rồi đuổi xuống nhà dưới, không có cho ở phòng trên. Nghe đâu tại vì con Huệ nó dám động tay động chân với mợ cả nên mới vậy đó. Từ sáng giờ mọi người bàn tán cái này nhiều lắm đó bà. Bà Lệ gật gù như hiểu ra sự tình. Còn tưởng cái chuyện gì to tát, hóa ra là mấy cái thứ dạch dảnh bà đã biết từ trước. Đêm qua, tận mắt bà nhìn thấy cậu Trọng đánh Huệ, rồi chính tai bà nghe những cái lời cậu cảnh cáo. Lúc đó, bà có việc phải đi xuống nhà dưới, không hiểu thế nào đi ngang qua phòng Huệ. Thấy vẫn sáng đèn, lại có bóng đàn ông chiếu lên cửa, còn tưởng ả vợ cái thói lăng loàn dẫn dụ trai về phòng riêng, nào ngờ bắt gặp được cái cảnh đó. Chuyện xảy ra đêm qua lúc trời đã khuya, hầu như đám người ở đều đã ngủ. Ngoài bà Lệ ra thì không có ai biết được. Vậy mà không hiểu bằng cách nào chuyện này lại truyền ra ngoài đến tai biết bao nhiêu người rồi trở thành chủ đề bàn tán sáng nay. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao con vẫn thấy có điều lạ lùng lắm bà? Cái giọng lanh lảnh của con Lành nó vang lên bên tai khiến bà Lệ giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Rồi thu lại ánh mắt lơ đãng, bà quay sang phía con Lành. Lạ là lạ làm sao, mày kể rõ cho bà nghe coi. Con Lành như nước gặp cá, nó quỳ xuống ở bên chân bà Lệ, bắt đầu luyên thuyên về những điều nó nghĩ trong đầu. Lúc mà cậu Trọng đưa mợ về đây, con thấy cậu không có thích mợ. Tuy là cậu cãi ý bà lấy mợ, nhưng cậu đối xử với mợ có tốt đâu. Sáng nào đi ngang qua chỗ mợ, con cũng thấy trên tay mợ có vết bầm, vết tím hết đó. Khi đó cậu vẫn còn thương con Huệ mà. Vậy mà mấy ngày gần đây cậu thay đổi chóng mặt luôn đó, đối xử tốt với mợ một cách lạ thường. Bà có thấy vậy không? Con Lành vừa dứt lời, bà Lệ liền rơi vào trầm tư. Nghĩ kỹ lại thì bà cũng để ý mấy ngày gần đây cậu Trọng thay đổi một cách lạ thường. Hôm qua trong bữa cơm, bà cứ thấy cậu ngó nhìn tìm con Nhi. Thậm chí còn ăn xong bữa để về phòng với Nhi, mà ngày thường cậu đâu có như vậy. Không những vậy, những lời cảnh cáo đêm qua của cậu Trọng nói với Huệ khiến cho bà Lệ phải bận tâm. Ngày Nhi chưa về phủ, cậu dung túng cho con Huệ ra mặt, tưởng đâu là trước ả là mợ cả luôn. Vậy mà cuối cùng thẳng tay đánh ả rồi đuổi ả đi chỉ vì Nhi. Bà ơi! Bà Lệ thôi suy nghĩ những điều du dơ trong đầu. Con Lành nó nghiêng đầu nhìn bà rồi hỏi lại. Bà có nghĩ giống con không? Giống cái gì? Mày nghĩ cái gì bà còn không biết, nói gì đến chuyện giống? Thì con đang nghi ngờ cậu Trọng bị mợ bỏ bùa yêu đó. Hai mắt bà Lệ liền mở to đầy ngạc nhiên. Bỏ bùa yêu là sao? Dạ, chứ người bình thường làm sao thay đổi trong thời gian ngắn như vậy? Mà con nghe nói mấy ả kỹ nữ ở Lầu Xanh có nhiều bùa yêu lắm. Vì nhờ mấy cái bùa yêu đó thì đám kỹ nữ mới giữ được chân khách. Bà Lệ có phần e ngại khi nghe con Lành nó nhắc đến chuyện bùa yêu.
Bởi vì cho bùa yêu cái loại mạnh hay yếu thì khi dùng cũng sẽ ảnh hưởng đến người bị bỏ bùa. Bà Lệ chép miệng lắc đầu một cái rồi ra hiệu cho con lành. Mày xuống nhà dưới làm việc đi, có gì sai bảo bà sẽ gọi mày. Con lành nó kéo tiếng dạ nghe sao mà não nề và đầy thất vọng. Nó là một con mồm mép tép nhảy lại thích hóng chuyện. Đang trong mạch chuyện về cậu Trọng đầy gây cấn, đột nhiên bị bà Lệ bắt xuống nhà dưới làm việc. Con lành đương nhiên là ủ rũ ra mặt, nhưng nó phận làm hầu không có được cãi chủ nên chỉ biết tuân lệnh làm theo. Con lành đi rồi, chỉ còn một mình bà Lệ trong gian phòng khách lớn. Bà ngồi trầm tư suy nghĩ về những lời nó nói hồi nãy. Nếu thật sự cậu Trọng bị bỏ bùa yêu thì nguy lắm. Trước kia, lúc cậu một hai đòi cưới Nhi làm vợ, bà đã không ưng rồi. Nhưng khi đó cậu Trọng vẫn chưa có yêu Nhi, nên bà vẫn đang tìm cách để chia rẽ hai đứa. Bây giờ nhìn thấy cậu Trọng thương Nhi rồi thì chỉ có trời mới cứu. Còn bà sinh ra bà hiểu mà. Tuy Nhi không có làm kỹ nữ ở Lầu Xanh, nhưng Nhi sống trong Lầu Xanh từ nhỏ, mà đã xuất thân từ nơi không có sạch sẽ thì chắc gì bản thân Nhi đã trong sạch. Bà Lệ nghi ngờ Nhi giả ngốc dụ cậu Trọng uống bùa yêu để quyến rũ cậu, chứ một người bình thường làm sao thay đổi nhanh như vậy. Nghĩ kỹ rồi, bà Lệ đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là cậu Trọng, tuyệt đối không có thể để cậu xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu, bà Lệ đã không ưa Nhi, nay thêm cái việc này lại càng căm ghét Nhi hơn. Bằng mọi cách, bà không có thể để cho cậu say mê Nhi thêm được nữa. Giữ đúng lời hứa hôm qua, sáng nay Trọng dẫn Nhi đến cửa hàng cùng với mình. Trên chiếc xe kéo, Nhi ngồi bên cạnh cậu Trọng, miệng cười tươi như hoa, thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy chỉ là khung cảnh đồng quê quen thuộc, nhưng cũng đủ khiến cho Nhi thích thú. Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài chơi mà không cần bận tâm công việc ở trong nhà. Vui đùa chán chê, Nhi mới để ý đến cậu Trọng. Quay sang bên cạnh thấy cậu từ sáng đến bây giờ im lặng không nói một câu. Nhi lấy làm lạ kéo nhẹ tay áo của cậu. Cậu sao vậy? Sao cậu không nói cái gì? Cậu không thích Nhi đi cùng hả? Trọng vẫn nhất quyết giữ thái độ ban đầu, không nói cũng không đáp lại Nhi. Lạnh lùng hất tay Nhi ra khỏi người mình rồi nhìn sang hướng khác. Hành động lạ cùng sự khó chịu trên gương mặt cậu Trọng khiến cho Nhi e ngại mấy phần. Hôm qua cậu đâu có như vậy, lúc ở bên cạnh Nhi thì đòi ôm Nhi cho bằng được. Sao hôm nay cậu bỗng khác lạ, không có nói chuyện quan tâm đến Nhi nữa? Nghĩ đến hồi nãy vì thích thú được dẫn ra bên ngoài, nên Nhi có phần không có kiềm chế được cảm xúc. Cô không có ngồi yên một chỗ mà xoay ngang xoay dọc rất nhiều lần. Có lẽ bởi vậy mà cậu Trọng mới giận hay không? Từ trước tới bây giờ, Trọng luôn là người thích sự yên tĩnh. Hôm nay ra cửa hàng, đột nhiên lại có thêm một người gây ồn ào. Nhi thầm đoán chắc do cậu giận về cái chuyện này nên mới không để tâm đến Nhi nữa. Mỗi lần cậu Trọng giận, Nhi sợ lắm. Vẻ mặt của cậu cau có, làm cho Nhi không còn tâm trạng để vui đùa. May mắn lắm cậu Trọng mới cho Nhi ra ngoài, Nhi không thể trở thành cái gánh nặng của cậu được. Vậy là suốt quãng đường đến cửa hàng, Nhi ngồi im bên cạnh cậu Trọng, không có nhúc nhích cũng không dám nói một tiếng. Có như vậy thì cậu mới không có khó chịu. Chiếc xe kéo dừng lại trước một cửa hàng lớn. Nhi bước xuống xe ngắm nhìn cửa hàng to lớn trước mặt mà ngạc nhiên vô cùng. Hồi sống ở trên huyện, Nhi từng theo Tú Bà đến nhiều cửa hàng rồi, nhưng chưa từng thấy cái nào nó lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên Nhi chứng kiến. Đã vậy, ở đây còn rất nhiều người ra vào, không chỉ là người mua hàng mà còn có cả người làm nữa. Nhi theo cậu bước vào bên trong phòng, nhìn những cái thứ đồ đẹp mắt được trang trí, Nhi thích lắm. Nhi cũng muốn tận tay sờ vào từng thứ, xem thử nó như thế nào. Nhưng mà người trước mặt Nhi vẫn bày ra cái bộ mặt khó chịu, tuyệt nhiên im lặng từ lúc ở phủ đến khi tới cửa hàng. Thấy cậu như vậy, Nhi cũng khó chịu trong lòng. Nhi có làm sai cái gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, chứ im lặng như vậy chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng mà thôi. Nhưng lúc cậu chưa có ngồi xuống ghế,
Nhi nhanh chân chạy đến giữ tay cậu. Vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu, bàn tay nhỏ bất giác run rẩy. Nhi hơi cúi đầu, không có dám nhìn thẳng vào mắt cậu Trọng, đôi môi mấp máy. Cậu giận Nhi hả? Cậu Trọng nhất quyết không chịu mở miệng, đã vậy còn cố ý định đẩy tay Nhi ra khỏi người. Rút kinh nghiệm chuyện hồi nãy, Nhi nắm áo cậu thật chặt, khiến cho cậu khó khăn trong việc thu tay lại. Lần này Nhi ngẩng đầu lên, dù trong lòng đang rất sợ, nhưng vẫn cố can đảm mở lời với cậu. Cậu nói chuyện với Nhi đi. Cậu Trọng vẫn đứng im như tượng, lặng lẽ quan sát từng hành động của cô. Nhi dần buông lỏng áo cậu, đôi tay nhỏ di chuyển xuống dưới chủ động nắm tay cậu. Nhi nhớ hôm qua cậu nói thích nắm tay Nhi nên Nhi mới chủ động như vậy. Bây giờ Nhi ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói rồi mà cậu còn giận nữa thì Nhi không biết phải làm sao. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay nhỏ, khóe môi cậu khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em hay làm cái trò này với mấy gã đến lầu xanh lắm, đúng không? Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi tay Nhi. Cậu vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, không hiểu sao nhớ đến cái tên tối hôm qua, cậu lại vô thức hỏi Nhi những cái lời đầy chăm chọc. Từ trước tới bây giờ, Nhi đâu có chủ động với cậu bao giờ. Cậu luôn là người tiếp cận Nhi trước. Vậy mà nhìn coi ai đang nắm tay cậu đây. Nhi ngẩn ngơ giây lát, mấy lời cậu nói hồi nãy khiến cho Nhi lắc đầu thắc mắc. Làm gì, Nhi không có hiểu. Không hiểu hay cố tình không hiểu? Nhi không có hiểu thiệt mà, Nhi không có nắm tay ai ngoài cậu hết đó. Trong căn phòng lặng thinh giống như cậu Trọng lúc này, Nhi vẫn không biết bản thân mình sai ở đâu. Cô tiến lại gần chỗ của cậu hơn, ngước đôi mắt ngây ngô nhìn cậu. Cậu nói chuyện với Nhi đi được không? Trọng im không có hé răng nửa lời, gạt nhẹ tay Nhi ra khỏi người, rồi cứ dậy tiến đến bàn làm việc. Yên dị ở trên cái ghế gỗ quen thuộc, cậu bắt đầu công việc thường ngày. Tiếng lật trang sách vang lên đều đặn ở trong căn phòng kín. Cậu chú tâm vào sổ sách, còn Nhi thì đứng thần người ra nhìn cậu. Sổ sách thì ở trước mặt, nhưng tâm trí của cậu thì đâu có đặt trên những trang giấy đó. Nhớ lại những lời Nhi vừa mới nói, cậu càng phân vân trong lòng. Cô nói cậu là người đầu tiên nắm tay. Vậy tên đàn ông hôm qua cô gọi trong lúc ngủ là ai? Ai là người xuất hiện trong giấc mơ của cô vợ ngốc của cậu? Cậu Trọng thật sự muốn biết, muốn hỏi Nhi cho ra lẽ. Nhưng liệu rằng Nhi còn nhớ đến giấc mơ hôm qua hay không? Những câu hỏi bỏ ngỏ liên tục xuất hiện trong đầu cậu không thôi. Cậu không tài nào tập trung vào công việc. Sự bực tức dâng lên không thể kìm nén khiến cậu đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh phát ra khá lớn khiến cho Nhi giật mình hoảng sợ. Cô nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống không có dám đối diện với cậu. Thái độ này, hành động này chắc chắn cậu đang giận rồi. Chỉ là Nhi không có biết cậu giận Nhi vì cái chuyện gì mà thôi. Tâm trạng đang không được ổn định, ngẩng đầu lên liền bắt gặp bóng hình nhỏ bé vẫn đứng tại chỗ. Trọng chau mày lớn tiếng. Đứng đó làm cái gì? Không biết tìm chỗ ngồi à? Nhi biết rồi. Nhi không dám cãi lời cậu. Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trong phòng rồi yên dị luôn ở đó. Tưởng đâu được một buổi đi chơi vui vẻ, nào ngờ lại ngột ngạt như vậy. Nếu biết chuyện xảy ra không hay, Nhi thà ở nhà làm việc còn vui hơn. Thời gian trong căn phòng cứ vậy trôi qua một cách nhanh chóng. Cả buổi cậu Trọng ngồi làm việc với sổ sách không có quan tâm gì đến cô gái nhỏ đang ngồi chơi ở một góc. Ngồi mãi trong phòng như vậy cũng thấy chán. Nhi muốn đi lại một vòng cho nó thoải mái mà nhớ đến sắc mặt của cậu Trọng hồi nãy, Nhi lại thôi. Khoảng thời gian cậu Trọng làm việc, Nhi chỉ biết ngồi nhìn những cái đồ vật được trang trí trong phòng. Thỉnh thoảng giói tay lấy mấy cái thứ đồ bên cạnh để nghịch chơi, sau đó lại cất trả lại. Nhi cứ lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần. Giữa trưa, cái bụng đói meo của Nhi kêu lên không ngừng. Nó đang gõ trống liên hồi nhằm báo cho Nhi biết nó không còn sức lực nữa. Đưa mắt nhìn về phía cậu Trọng, thấy cậu chú tâm làm việc, Nhi không muốn làm phiền,
Nhưng Nhi đói không có chịu nổi. Nhi lấy hết can đảm đứng dậy tiến lại gần chỗ của cậu. Ngay khi Nhi đứng bên cạnh cậu, cậu cũng không có để tâm đến. Cô không có nghĩ được nhiều, bây giờ cô hoàn toàn bị cơn đói chi phối. Cô kéo nhẹ tay áo của cậu, hắn giọng cầu xin. Cậu ơi, Nhi đói, cậu mua bánh cho Nhi ăn đi. Nhi chỉ đơn thuần muốn được lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình, nhưng cô không ngờ hành động đó lại vô tình đẩy cô vào cái thế khó. Lúc Nhi kéo giặt áo cậu đã khiến tay cậu bị động, nét chữ đang viết ở trên tờ giấy cũng vì vậy mà nghịch ngoạc đi khá nhiều. Bị làm phiền trong lúc làm việc lại thêm sự phẫn nộ từ đêm qua khiến cho cậu tức giận. Cậu hất mạnh tay Nhi ra khỏi người. Lúc này cậu không còn nhớ đến mình đang nói chuyện với vợ của mình nữa mà cứ dậy lớn tiếng. Phiền phức quá rồi đó. Mà đi ra ngoài đi, đừng có làm phiền tôi. Nhưng mà... Điếc sao, đi ra ngoài. Nhi bị cậu trọng quát, sợ đến tái xanh mặt mày. Cô rưng rưng nước mắt đứng nhìn gương mặt giận dữ của cậu, rồi quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Nhi không biết mình đi đâu, cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy. Cô chạy rất nhanh, cứ theo một con đường thẳng mà chạy. Trong đầu cô bây giờ không có suy nghĩ được cái gì ngoài việc tránh xa khỏi tầm mắt của cậu. Chạy được một đoạn đường khá xa, cái bụng đói meo bắt đầu đánh trống khiến cho Nhi phải dừng lại. Thay vì chạy, đôi chân bắt đầu lê lên từng bước chân nặng nề trên con đường đất của làng. Đưa tay lau nước mắt trên mi, Nhi sụt sịt mấy tiếng. Đôi chân dần mỏi mệt vì đói, nên không còn chút sức lực. Nhi tiến đến gốc cây to bên đường dừng chân lấy sức, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này cô mới để ý tới xung quanh, khung cảnh bây giờ sao khác lạ quá. Cô đứng giữa một con đường nhỏ dưới tán cây lớn mà không biết mình đang ở chỗ nào ở trong làng. Từ lúc theo cậu đến bây giờ, cô đã được ra ngoài mấy lần đâu. Vì giận cậu mà chạy thục mạng ra đây, bây giờ mới ngẩn người vì không biết đường về phủ. Cô bắt đầu hoang mang, lo lắng. Hai tay cô nắm chặt vào nhau run rẩy, đôi mắt liên tục nhìn tứ phía để tìm người cầu cứu. Cô thật ngốc quá đi, chạy mà không để ý đến đường, bây giờ không biết cách mà trở về. Đứng giữa một con đường lớn, Nhi sợ hãi tột độ. Có hai hướng để Nhi đi, nhưng Nhi không biết đi hướng nào, lỡ chọn sai đường sẽ không có thể trở về phủ. Trong lúc nguy cấp, cần người giúp đỡ, thì thấy thấp thoáng đằng xa một bóng người. Nhi vội vàng chạy tới. Chị ơi, chị cho Nhi hỏi đường về phủ với. Thấy người phụ nữ này đội một cái nón lá cùng với cái khăn bịt mặt kính bưng, đã dạy cô ta còn cúi đầu khiến cho Nhi khó thấy mặt ngang mũi dọc ra sao. Rất nhanh sau đó, người phụ nữ lên tiếng đáp lại, ngữ điệu hơi trầm giống như thể đang cố ép mình nói một cái âm thanh khác. Phủ nào? Tôi không có biết phủ nào hết. Cái phủ to nhất ở trong làng đó, cái phủ mà rộng thế này nè. Nhi vừa nói vừa mô tả bằng hành động cho cô ta coi. Nhi chỉ biết cái phủ rất lớn. Nghe đám hầu kể lại, phủ cậu Trọng là cái phủ to nhất làng. Chính vì vậy mà Nhi mới tận dụng để hỏi đường. Người phụ nữ kia im lặng một hồi như thể đang suy nghĩ rồi hỏi. Có phải phủ của cậu Trọng không? Đúng rồi, chị chỉ cho Nhi với. Đi theo tôi. Được một người qua đường giúp đỡ đưa về nhà, Nhi mừng rỡ cúi đầu rối rít cảm ơn rồi nhanh chân theo cô ta. Nghĩ đến việc sắp được về phủ, được ăn cơm, tâm trạng của Nhi đã vui lên nhiều phần. Trong suy nghĩ, không còn bận tâm đến việc bị cậu Trọng mắng hồi nãy nữa. Cô đi theo người phụ nữ kia, nhưng càng đi, cô càng cảm thấy lạ lẫm. Họ đã đi qua con đường đất của làng rồi, nơi mà Nhi nhìn thấy bây giờ chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Hồi sáng đi xe cùng với cậu, những cái thứ này đâu có xuất hiện đâu. Đi thêm một đoạn nữa, Nhi xém ngã xuống vì mấy cái rễ cây nó mọc trồi lên mặt đất. Sự âm u bao phủ không gian, Nhi sùng mình rồi đột ngột dừng lại lên tiếng. Chị dẫn Nhi đi đâu vậy? Đây có phải đường về nhà phủ đâu. Người phụ nữ vì lời nói của Nhi mà dừng lại. Cô ta quay người đối diện với Nhi nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Tiếng bước chân dẫm lên cỏ vang lên thành tiếng. Giờ đây cô ta đã đến gần Nhi. Sao chị không trả lời Nhi? Đây có phải đường về phủ đâu.
Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng. Đây đúng là đường về phủ, nhưng không phải phủ của cậu Trọng mà là âm phủ. Dứt lời, cô ta đẩy mạnh Nhi sang một bên. Hành động bất ngờ khiến cho Nhi không kịp phản ứng, đã dậy lực đẩy mạnh khiến cho cô té nhào. Có điều Nhi không biết đó là bên cạnh Nhi không phải đường đất mà là một cái hố đã được đào sẵn từ trước. Miệng hố được che kín bởi những tán lá nên khó mà nhận ra. Đến khi ngã xuống rồi, Nhi mới biết mình đang ở trong một cái hố khá sâu. Sau khi té xuống đó, chân bị da đập khiến cổ chân đau đớn, bàn tay cũng xây xát mấy chỗ. Nhìn lòng bàn tay đang chảy máu, Nhi hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, ngẩng lên nhìn. Thấy người phụ nữ kia đang đứng ở trên miệng hố nhìn xuống, Nhi sợ hãi kêu cứu. Chị ơi, cứu Nhi, kéo Nhi lên đi, Nhi chảy máu rồi. Cứu à? Tao cố tình dẫn mày đến đây không phải để cứu mày đâu con ngốc. Chị lừa Nhi. Bây giờ mới nhận ra hả, con ngốc? Nhưng Nhi có làm gì sai đâu. Sự xuất hiện của mày đã là điều sai trái rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mợ Ngốc, tác giả Diễm Quỳnh. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Chào tạm biệt.